ấn nhá, xoay, rất tuyệt vời. Màn hình này thì ông nào mà thích dọc thì dọc, thích ngang thì ngang. Đấy, lên xe thì chê màn hình, là ai dùng màn hình dọc, ai dùng màn hình ngang thì chúng ta thử ấn đây. Hết chê, ok chưa? Xin chào anh em, Mạnh đang có mặt tại trường đua F1 ở Hà Nội. Và trước mặt anh em đây là một con BYD Dolphin. Bên này là một con Aptoba. Và phía bên kia, hai chiếc Shield. Và hôm nay thì mình sẽ review con Dolphin này cho anh em xem. Dolphin có nghĩa gì? Dolphin có nghĩa là một chú cá heo anh em ạ. Anh em có thể thấy này, phía trước này, đây là mắt của chú cá heo. Ở trước, đây, một chiếc mắt rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn rất là khôn. Và phía dưới này là cái lưới tản nhiệt nằm phía dưới này. Đối với xe điện thì không có lưới tản nhiệt. Đây nó thiết kế theo kiểu, đây là một nụ cười của chiếc chú cá heo. Đấy. Đấy, có đẹp không ạ? Rất là đẹp. Và phía đằng trước này thì có cam đằng trước, cho nên chiếc xe này sẽ có cam 360, trang bị là hai bên hông, cam cặp lề bên hông và phía sau. Nó sẽ tạo lên một chiếc cam 360 thì chúng ta có thể nhìn xung quanh xe. Đây là bộ sạc của chiếc xe điện này. Bộ sạc này thì trang bị cổng sạc theo kiểu châu Âu. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Cũng giống như bộ sạc của chiếc xe ô tô điện VinFast mà anh em vẫn hay nhìn thấy. Rồi, đây là không gian trong xe của chiếc xe này. Trước tiên thì chúng ta nhìn thấy không gian rất là đẹp đúng không ạ? Thiết kế già thiết kế rất là đẹp. Đây anh em nhìn thấy không? Đây là một cái vây. Cái vây của chiếc cái heo cong lên không ạ? Rất là đẹp. Cái chiếc xe này thì thiết kế theo biểu tượng của chiếc chú cá heo, cho nên những thiết kế trên xe thì mang tính cá nhân về một chiếc một con cá heo ấy. Đó. Đây là không gian trên xe anh em ạ. Ngồi lái, vô lăng thiết kế ra rất là thoải mái. Ở đây thì trên vô lăng này để thiết kế rất là nhiều tính năng thông minh tích hợp trên này. Các tính năng đây thì có như anh em nhìn thấy này. Đây là cam 360 sẽ bên đây trên màn hình. Cam 360. Duy có thể đóng cái cửa kia vào để cho nhìn nó rõ hơn cái cam này. Rồi, cam 360 anh em nhìn này. Cam 360 rất là nét. Đây, cam này đây. Wow. Đây là cam phía đằng trên nóc nhìn xuống này. Nóc soi nhìn xuống này. Bên cạnh hông này. Đây thì có cam trong suốt nhé. Sau này trong suốt toàn xe luôn, nhìn thấy nó tích hợp bộ dùng 4 camera để giả lập phía đằng dưới của chiếc xe này. Mà gió hơi to thì sẽ cho nhỏ đi một chút. Mà gió thì điều khiển tính năng điều hòa sẽ điều khiển chiếc này anh em nhé. Mà gió đây là điều hòa thì có các chất liệu của nó sẽ nằm ở đây. Mà gió này, đây là mắt này. Rồi để tầm này là ok. Và tích hợp trên này thì tiếp theo đó là anh em này ấn vào đây sẽ xoay màn hình. Ấn nhá, xoay, rất tuyệt vời. Màn hình này thì ông nào mà thích dọc thì dọc, thích ngang thì ngang. Đấy, lên xe thì chê màn hình, là ai dùng màn hình dọc, ai dùng màn hình ngang thì chúng ta thử ấn đây. Hết chê, ok chưa? Và trang bị thêm một cái hình táp lô phía này. Màn hình táp lô nó sẽ lồi ra phía trước này, nhỏ gọn thôi. Rất là vừa tầm mắt khi chúng ta ngồi lái xe, quan sát rất là vừa tầm mắt ở đây. Ở đây thì chúng có thể quay cận vào cái màn hình này cho anh em xem. Ở đây thì nó có biểu thị ở đây số kilowatt, đây là tiêu, đây là gọi là tiêu thụ điện và có thể hồi lại pin nằm ở phía dưới này. Có đây là dự kiến số km đi đường, 98% pin. Đấy, cũng như là nhiệt độ trên này, số odo. Ở đây thì có nút tăng giảm tốc độ nằm ở đây, chúng ta có nút set ở đây. Đây là nút gì đấy, đây là nút cruise control nằm phía này. Bên này thì tăng giảm âm lượng. Anh có để ý nghe tiếng tinh tinh là cái gì không? Cái này đang bật đèn cảnh báo. Ở đây. Đấy. Cơ cấu sang số thì chúng ta sẽ lấy chuyển số thế nào ở đây. Và tất nhiên rồi, khi chúng ta sang số phải đạp phanh. Cái này thì chúng ta phải chỉnh cơ nhá. Cơ thì một chút. Đạp phanh. Đẩy lên trước là số lùi. Cao lùi. Cực kỳ nét anh em ạ. Phần wow, càng rất là nét. Khi mà vào số ấy thì nó sẽ trên này nó sẽ không sáng, nhưng mà trên cái màn hình táp lô nó sẽ hiển thị trên này. Hiện tại mình đang để R, kéo xuống để D này, và bấm vào đây là độ P. Wow,
Trên này thì cũng có để điện thoại. Cửa gió đi hoài anh thấy không? Giống một cái động cơ phản lực của chiếc máy bay đúng không? Thiết kế rất là đẹp. Ok, bây giờ chúng ta cùng ra đằng sau xem thế nào nhé. Đây đằng sau đây là một chiếc đuôi xe. Đuôi xe thiết kế rất là đẹp. Đằng sau thì có cam phía đằng sau, cam lùi này. Và các cảm biến phía sau. Ở đây thì chúng ta bấm mở cốp ở đây. Cốp này là cốp cơ nha anh em nha. Đấy. Nâng lên. Với cốp cơ thiết kế đằng sau, cốp rất là rộng rãi. Khoang này thì dung tích là 345 lít. Khi chúng ta gặp hàng ghế thứ hai ở trên này xuống này. Này gặp xuống được nhá, tỷ lệ 40-60 thì khoang dích lên 1.300 lít. Rất là rộng rãi. Ok. Và đây là hàng ghế thứ hai. Mời anh em xem. Rất là rộng rãi, lên xe. Wow. Tuyệt vời. Với thiết kế của chiếc xe điện thì ở giữa này nó sẽ không có cái gồ lên, chúng ta rất dễ dàng lên xuống. Chúng ta để ý ở tức là dòng xe xăng ấy thì ở giữa này nó sẽ có một điểm gờ lên khi ngồi giữa, rất là khó chịu đúng không? Nhưng ở xe điện rất là rộng rãi. À, trên đầu này. Rất là rộng. Dạ, rất là ok. À, các chiếc xe này thì không có bệ tì tay ở đây nhá. Chúng ta ngồi đây để tay đây. Vây cá heo mở cửa, rất tuyệt vời đúng không ạ? Cửa đây anh em nghe. Đóng rất là chắc chắn. Cực kỳ chắc chắn nhá. Đây chiếc xe tàu, nhưng mà đây là tàu nội địa, rất là xịn. Rất là tuyệt vời. Rồi chiếc xe này thì được trang bị là 6 túi khí anh em nhá. 6 túi khí giúp xe rất là an toàn. À, và la răng của chiếc xe này. Anh em có thể thấy là R16. Con này thì lốp khá là dày, 195/60 R16. Lốp dày sẽ khiến xe nó êm ái hơn, vận hành êm ái hơn. Để mà so sánh với một chiếc xe VF5 ấy thì cái la răng này sẽ nhỏ hơn, kích thước la răng nhỏ hơn VF5 1 inch. VF5 thì trang bị là 17 inch anh em nhé. Vừa rồi là Mạnh có review cho anh em xem một chiếc xe BYD Dolphin. Thì bây giờ thì xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào.